Chào các bạn. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái trình Marketplace ở trên Facebook để chúng ta có thể đăng bán sản phẩm lên trên Facebook. Thì để truy cập vào Marketplace thì các bạn click vào Facebook cá nhân, ứng dụng Facebook cá nhân trên màn hình điện thoại của các bạn. Và vào trong này thì chúng ta sẽ để ý tới ba cái dấu gạch ở góc dưới bên phải màn hình. Đối với một số điện thoại thì như là Samsung hay là Oppo, nói chung là điện thoại sử dụng Android thì chúng ta có thể nhìn thấy ba cái dấu gạch này ở góc trên bên phải màn hình. ở đây mình sử dụng iPhone thì nó sẽ là góc dưới. thì chúng ta click vào ba cái dấu gạch đó. đó. vào trong này thì chúng ta kéo, chúng ta sẽ nhìn thấy một cái phần là phần Marketplace. thì Marketplace nó được coi như là một cái chợ trên Facebook. đây là nơi mà người dùng Facebook có thể vào đăng bán sản phẩm và cũng có thể vào để mua sản phẩm ở trên này. thì bây giờ mình sẽ click vào Marketplace. Đó, nếu như mình là vai trò một người dùng facebook đang đi tìm mua một cái sản phẩm nào đó trên marketplace đó, trên cái chợ này thì mình sẽ vào đây và mình sẽ gõ tìm kiếm ở phía bên trên này đó, ví dụ như là mình sẽ tìm sản phẩm như là áo thun chẳng hạn đó, mình nhấn tìm đó thì nó sẽ ra rất nhiều những cái sản phẩm ở đây do những cái người dùng trên facebook người ta đang bán thì mình thấy cái sản phẩm nào đẹp và giá phù hợp thì mình sẽ click vào ví dụ mình sẽ áo này chẳng hạn áo thun polo của khót đang giá là một đồng thì mình click vào đây thì mình có thể xem chi tiết cái áo này ở phía bên dưới này đây là mô tả về áo này thì người đăng bán này người ta có thể là viết đầy đủ mô tả vào đây kèm theo số điện thoại hay là website hay là thông tin liên hệ của họ mình sẽ biết được tình trạng của sản phẩm này là sản phẩm mới hay là đã qua sử dụng đó, và mình cũng thể biết được cái link Facebook của cái người đang bán sản phẩm này để mình có thể click vào mình xem đó, xem Facebook của họ xem là độ tin tưởng có cao không đó, là những người đang bán sản phẩm thật hay là chỉ là những người đang vu vơ thôi đó, mình có thể xem sản phẩm ở đây mình có thể kéo đó, để xem nhiều hình ảnh về sản phẩm đó, nếu mà người bán người ta đăng nhiều sản phẩm lên trên này đó và khi mình muốn mua sản phẩm này thì mình có thể là viết gửi nhấn gửi luôn cái dòng này hỏi người bán là mặt hàng này còn không còn nếu mà không thì mình có thể viết một cái dòng khác như là chào bạn mình muốn hỏi thông tin về cái sản phẩm này sau đó chúng ta nhấn gửi đó, và chúng ta sẽ giao dịch với người bán thông qua chat ở trên facebook đó, và người ta sẽ chốt đơn ở trên đó hoặc là nếu trong phần mô tả này có số điện thoại thì mình có thể liên hệ với người bán đó, thì đó là cái cách mà chúng ta có thể mua hàng ở trên marketplace đó, hoặc ở trên này thì nó cũng có thêm cái tính năng nữa là chúng ta có thể có nút trả giá ở đây đó, thì các bạn có thể ở đây thì người bán đang để giá là một đồng nhưng thực chất thì sản phẩm không phải coi sản phẩm này là một đồng được người ta để giá một đồng để thu hút chúng ta thu hút cái người mua người ta thấy giá rẻ hoặc người ta bị được chú ý bởi cái giá đó thì người ta sẽ click vào nhiều hơn để người ta mua thôi còn giá thực chất của sản phẩm này thì khi mà chúng ta chat với người bán thì chúng ta sẽ biết được cái giá thật của nó là chúng ta có đồng ý mua không thì cái phần trả giá này chúng ta có thể click vào trả giá ví dụ tôi thấy cái áo phông này nó chỉ giá khoảng tầm một trăm rưỡi hoặc là 200 là hợp lý với tôi thì tôi cần thể nhấn vào đây tôi trả giá thì xem người người bán có có bán đồng ý bán với cái giá đó không nếu mà đồng ý thì chúng ta sẽ mua được với giá mà chúng ta trả đó là chúng ta là vai trò với là người mua còn nếu mà chúng ta là người bán thì khi mà chúng ta vào trong marketplace này đó, thì như vừa rồi là mình nhấn vào tìm kiếm ở phía bên trên để mình tìm kiếm sản phẩm mình mua còn bây giờ mình bán thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần bán ở góc trên này ở góc trên bên trái có nút bán này chúng click vào nút bán thì facebook sẽ hỏi chúng ta là chúng ta sẽ bán về cái mặt hàng gì nếu mà chúng ta ở đây nó sẽ có những mặt hàng nổi bật như là xe cộ chúng ta bán xe hoặc là chúng ta bán nhà hoặc cho thuê dưới này hoặc chúng ta tuyển dụng việc làm còn cái trên cùng là mặt hàng có nghĩa là chúng ta bán những cái mặt hàng khác mặt hàng mang tính chất là chung chung thì chúng ta có thể bán bất kỳ sản phẩm gì ở trên marketplace này trừ những cái sản phẩm mà vi phạm chính sách ví dụ như là những sản phẩm về ma túy hay là vũ khí hay những cái sản phẩm mang tính chất là đồ trị về văn hóa à, còn những cái sản phẩm bình thường thì chúng ta hoàn toàn đều có thể bán được trên marketplace à, để bán thì các bạn chúng ta sẽ nhấn vào cái phần mặt hàng thì Facebook đầu tiên nó sẽ hỏi chúng ta là ảnh sản phẩm chúng ta là gì thì chúng ta click đây thêm ảnh Đó, và tối đa là chúng ta có thể thêm được 10 ảnh vào đây Đó. Thì ở đây bên dưới Facebook có ghi chú chúng ta là Trước tiên hãy chọn ảnh chính cho bài niêm yết đó, Thêm các ảnh nhiều góc chụp khác nhau Có nghĩa là cái ảnh đầu tiên chúng ta ép vào Nó sẽ là cái ảnh hiển thị ra bên ngoài khi mà khách hàng người ta vào trên marketplace người ta tìm kiếm thì người ta sẽ nhìn thấy cái ảnh đó đầu tiên đó, và khi người ta click vào đó thì nó sẽ người ta vào bên trong người ta sẽ xem thêm những ảnh khác đó, cho nên cái ảnh đầu tiên chúng ta lựa chọn thì nên là một cái ảnh nó đẹp một chút và nó nó mang tính chất là gây chú ý cho người dùng đó, thì chúng ta click vào thêm ảnh ví dụ như mình bán sản phẩm ví dụ mình bán giường uh, chẳng hạn đó, thì mình có thể là lựa chọn đây, cái ảnh này là ảnh đầu tiên đó, Xong, đây, sau đó các ảnh tiếp theo mình có thể thêm ảnh vào ảnh này chúng ta có thể chọn nhiều ảnh đó, tối đa là chúng ta có thể thêm 10 ảnh vào đó, mình chọn xong đây chúng ta kiểm tra lại các cái ảnh đó, đây là ảnh đầu tiên này ảnh sẽ hiển thị ra này đó, đến các ảnh tiếp theo này đó, thì chúng ta sẽ thêm các cái ảnh chúng sản phẩm chúng ta vào đây tiếp theo đến tiêu đề tiêu đề thì chính là tên sản phẩm của chúng ta đó. ví dụ như vừa rồi mình search là áo thun thì nó những nó facebook nó gợi ý ra cho chúng ta tất cả những cái sản phẩm nào có tiêu đề là áo thun vậy thì là chúng ta bán sản phẩm gì chúng ta viết tiêu đề theo tên của sản phẩm đó ví dụ như mình bán mình bán giường chẳng ạ giường ngủ đẹp cho chung cư đó, hoặc là giường chung cư đẹp, nghĩa là cái sản phẩm, cái tiêu đề tên sản phẩm chúng ta nó phải chứa cái từ khóa liên quan tới sản phẩm. Đó, ví dụ như là người dùng người ta đi tìm mua giường, đó, thì người ta sẽ phải sớt là giường ngủ, hoặc là giường ngủ đẹp, hoặc là giường chung cư. Đó, thì tên sản phẩm của chúng ta nó phải chứa những cái từ đó. đó. Và chúng ta nhớ là viết nó đúng chính tả và viết hoa chữ cái đầu nhé. Giá thì ở đây chúng ta điền giá vào. Ví dụ như là giá đây mình sẽ điền là 12 đồng cái này thì tùy mẹo để chúng ta có thể khiến cho khách hàng người ta dễ truy cập vào dễ click của sản phẩm chúng ta thì chúng ta có thể để cái giá nó thấp thôi nó nhỏ thôi giống như là cái áo thun khi nãy thì người ta sẽ để là một đồng nó có nơi để là miễn phí thì tùy vào cái đặt giá của chúng ta chúng ta có thể để giá thật hoặc là chúng ta để cái giá nó thấp hơn để thu hút người dùng cái này là do chúng ta điền mình chỉ để là 12 đồng ở đây thôi hạng mục ở đây đó, thì chúng ta sẽ lựa chọn đúng cái danh mục sản phẩm của chúng ta nhé Đó, Trong cái phần hạng mục này nó sẽ liệt kê cho chúng ta Đó, Là cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ thuộc cái hạng mục nào Đó, Thì chúng ta sẽ tìm kiếm ở đây Đó, Cái hạng mục mà đúng như là cái sản phẩm chúng ta kinh doanh Đó, Thì ở đây mình sẽ lựa chọn là đồ nội thất Đó, Vì dường chúng ta thuộc phần đồ nội thất và còn sản phẩm các bạn thuộc cái gì chúng ta sẽ lựa chọn đúng ở trong cái phần này Đó, Tình trạng tình trạng chúng ta đây là sản phẩm mới ở đây các bạn thấy họ liệt kê ra như là sản phẩm đã qua sử dụng này đã qua sử dụng thì nó cũng sẽ có những cái hạng mức như là khá tốt tốt hay là như mới còn sản phẩm của mình là mới mình sẽ lựa chọn là mới Đó, tiếp theo thêm mẫu mã mặt hàng cái phần này thì nó cũng không bắt buộc phần mẫu mã này phần thương hiệu này phần chất liệu này những cái này thì nó cũng không bắt buộc thì chúng ta nếu mà có thêm chúng ta sẽ điền vào đây cái này thì thường thì nó sẽ dành cho những cái liên quan về sai số hoặc là cân nặng có nghĩa là ví dụ mẫu mã mặt hàng này ví dụ chúng ta bán về quần áo thì chúng ta có nhiều màu sắc hoặc nhiều sai số thì chúng ta có thể thêm vào đây còn nếu mà không sản phẩm mình không có thì mình cũng không nhất thiết phải thêm vào phần này thương hiệu cũng vậy chúng ta bán những cái sản phẩm liên quan đến thương hiệu có thương hiệu thương hiệu nổi tiếng thì chúng ta điền vào đây còn mình làm cái sản phẩm đóng tự đóng gia công mình không có thương hiệu thì mình không cần điền vào đây chất liệu cũng vậy vị trí vị trí mình bán là ở đâu thì marketplace nó sẽ đưa cái sản phẩm của mình tiếp cận với những cái người ở gần khu vực mình bán đó cho nên là mình cái phần vị trí này mình phải chọn cho nó chính xác nghĩa là mình nếu mình ở hà nội mình muốn bán tới những khách hàng ở hà nội thì phần vị trí mình sẽ để là hà nội còn nếu mà các bạn ở những tỉnh khác, ở những thành phố khác thì chúng ta phải lựa chọn cái vị trí đúng ở chúng ta để chúng ta khi mà sản phẩm chúng ta đã đăng lên thì Facebook nó sẽ tiếp cận tới những người ở gần cái khu vực vị trí mà chúng ta lựa chọn đó Nên ví dụ như là mình ở Hà Nội mà phần này mình lại chọn là Hồ Chí Minh thì sản phẩm của mình nó sẽ tiếp cận tới những người ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh đó. do đó là nếu mà mình mình bán hàng thì mình sẽ phải vận chuyển rất là xa còn nếu mà sản phẩm của các bạn mà bán toàn quốc được thì chúng ta có thể đăng nhiều lần nhiều lần lên trên marketplace và chúng ta có thể lựa chọn nhiều vị trí bán khác nhau. Và còn chúng ta nếu chỉ muốn bán ở những khu vực gần chúng ta thôi thì phần vị trí này chúng ta phải điền đúng cái vị trí gần của chúng ta. Tiếp theo là phần mô tả. Phần mô tả này chúng ta sẽ mô tả về sản phẩm của chúng ta, được làm bằng chất liệu gì, hoặc là có chương trình khuyến mãi gì, hoặc là sản phẩm của chúng ta có những cái đặc điểm gì chúng ta sẽ mô tả ở trong này Đó, thì ở đây facebook cũng có ghi chú chúng ta là mô tả càng chi tiết bán hàng càng nhanh hơn Đó, thì chúng ta có thể viết mô tả vào đây Đó, thì chúng ta ghi một cái mô tả vào đây và chúng ta cũng có thể ghi thông tin liên hệ của chúng ta vào đây luôn cái này là tùy theo sản phẩm của các bạn Đó, và các bạn phần mô tả này thì chúng ta nên ghi nó uh, chi tiết một chút ở đây thì mình ghi ví dụ cho các bạn thì có thể mình uh, ghi nhanh thôi còn đối với sản phẩm của chúng ta thì chúng ta ghi chú nó kỹ một chút và nó đầy đủ thông tin thì người dùng người ta sẽ cảm thấy tin tưởng hơn và người ta dễ quyết định mua của chúng ta hơn. thẻ ở đây là chúng ta sẽ tác những cái thẻ liên quan đến sản phẩm của chúng ta để người dùng người ta dễ tìm thấy sản phẩm của chúng ta hơn. Ở đây thì Facebook cũng sẽ ghi chú chúng ta này, thêm thẻ, thêm thẻ vào bài niêm yết để mọi người dễ tìm thấy hơn. Ví dụ là mình sẽ thêm các thẻ như là giường ngủ này. là mỗi một thẻ thì mình uh, viết xong thì mình phải một cái thì nó sẽ nhập thẻ của mình vào giường trung cư, ta dường tân cổ điển, Đó, mình có thể tác những cái từ khóa liên quan đến cái sản phẩm của mình vào đó tiếp theo là tình trạng hàng thì mình phải niêm yết ở đây Đấy, mình có thể niêm yết là còn hàng hoặc niêm yết chỉ một mặt hàng thì cái này mình để mặc định là niêm yết là còn hàng Đấy, và tiếp theo là mình có ghi là có giao hàng hay không Đấy, thì mình bật cái phần này lên và mình có giao hàng Đấy, còn nếu mình không giao hàng đó, là có nghĩa là khách hàng thì tự đến lấy Đấy, hoặc là uh, mình giao hàng nhưng mình uh, mất phí ship Đấy, thì cái này thì tùy vào các bạn lựa chọn ở đây và mình sẽ bật phần có giao hàng này lên. đây tiếp theo là bên dưới nó có một cái phần riêng tư nữa ẩn với bạn bè đó, và facebook ghi chú là bài niêm yết này sẽ ẩn với bạn bè của bạn trên facebook nhưng vẫn hiển thị cho người khác trên facebook có nghĩa là nếu mà chúng ta bật cái nút này lên đó, thì những bạn bè của chúng ta ở trên facebook những người đã kết bạn với chúng ta sẽ không nhìn thấy cái bài uh, bán sản phẩm này đó, và người ta bạn bè chúng ta sẽ không biết là chúng ta bán sản phẩm này à, còn nếu mà chúng ta không bật cái này lên thì bạn bè chúng ta cũng sẽ nhìn thấy à, thì à, cái này tùy vào nó là quyền riêng tư mà do đó là tùy vào từng người à, nếu mọi người muốn là cả bạn bè của mình cũng nhìn thấy sản phẩm này của mình để mình bán để cho cả bạn bè nữa thì mình không bật phần này à, còn nếu mà mình muốn là chỉ những người khác mua thôi mình không muốn tiếp cận tới bạn bè của mình thì mình bật phần này lên đó, xong rồi thì mình sẽ nhấn tiếp đó, sau khi hoàn thiện tất cả các bước yêu cầu như vậy thì mình nhấn tiếp, Đó, nhấn tiếp thì uh, uh, Facebook nó sẽ đến cái phần là đăng, đăng ở đây thì chúng ta chỉ việc nhấn nút đăng này là sản phẩm của chúng ta sẽ được đăng lên trên marketplace và chỉ đợi khách hàng vào mua hàng của chúng ta thôi. Đó, nhưng mà trước khi đăng thì Facebook nó sẽ hỏi chúng ta là Uh, một số những cái nhóm mà chúng ta tham gia thì chúng ta cũng có thể là tham gia vào cái nhóm này thì uh, lần sau khi chúng ta đăng sản phẩm thì chúng ta có thể là uh, lựa chọn là đăng thêm cả vào những cái nhóm này nữa. Đấy, bạn có thể niêm yết trong tối đa 20 nhóm. Có nghĩa là ngoài việc đăng vào marketplace thì mình có thể niêm yết, niêm yết thêm vào những cái nhóm mà mình tham gia. Và thì ở đây là đây là mình không có những cái nhóm nào tham gia để để có thể là niêm yết cái sản phẩm này vào. Thì uh, Facebook nó gợi ý cho mình một số những cái nhóm ở đây thì mình có thể nhấn vào tham gia này để mình lần sau mình đang bán sản phẩm thì mình có thể niêm biết vào đây đó, còn ở đây nếu mình không muốn niêm biết vào nhóm thì mình không lựa chọn mình chỉ việc nhấn đăng là xong à, còn bạn nào có thể có nhóm rồi thì có thể nhấn vào niêm biết vào nhóm nữa và chúng ta nhấn đăng sau đó là mình nhấn đăng đó thì sau khi mà mình nhấn đăng đó, thì cái bài của mình nó sẽ được facebook nó báo là đang xem xét đó và nếu mà khi mà nó xem xét thành công rồi thì đây nó sẽ báo là bài niêm yết của bạn đang được xét duyệt đó thì sau khi mà bài niêm yết của mình được xét duyệt rồi thì nó sẽ báo là bài niêm yết đã xét duyệt thành công đó, và đã được đăng lên đó và khách hàng có thể là vào xem sản phẩm của mình giống như khi nãy mình vào mình xem cái áo thun nó và người ta có thể chat với mình để người ta mua hàng đó, còn nếu mà mình không muốn đăng bán sản phẩm mình nữa mình nhấn xóa bài niêm yết thì mình có thể xóa bài này đi mình đăng bài khác Vậy ví dụ như trong quá trình làm mình có thể đăng sai hoặc mình không muốn đăng nữa thì mình có thể là nhấn vào xóa bài niêm yết và mình đăng một bài khác thì đó là cái cách để chúng ta sẽ đăng một cái sản phẩm lên trên marketplace để chúng ta bán hàng và cũng cái phần mua hàng thì mình đã hướng dẫn các bạn ở phần đầu rồi và để quản lý những cái sản phẩm mình đăng lên trên marketplace thì chúng ta cũng vào trang facebook cá nhân chúng ta vào phần marketplace đó thì chúng ta sẽ nhấn vào cái phần có cái hình biểu tượng người ở góc trên bên phải này chúng ta click vào đó thì đây chính là cái phần quản lý tất cả những cái hoạt động kinh doanh của mình à, thì mình vào đây à, thì mình sẽ nhìn thấy bài niêm yết của bạn này hiện tại mình đang có hai bài niêm yết Đấy, và mình sẽ theo dõi được những cái bài niêm yết của mình ở đây đó là mình đã niêm yết những cái bài gì và có bao nhiêu người đã xem cái bài đó của mình và có bao nhiêu người đã chat với mình thông qua xem cái bài niêm yết đó thì đó là những cái thống kê khi mà mình bán hàng qua marketplace thì uh, hy vọng rằng sau video này thì uh, các bạn sẽ hiểu được chúng ta sử dụng marketplace như nào mua hàng và bán hàng trên market làm sao chúc các bạn thành công